thị trường chứng khoán có vai trò là kênh dẫn vốn. Người trồng quế khốn đốn vì doanh nghiệp nợ tiền. Nga sử dụng robot nhằm giảm thiểu tình trạng tham nhũng. Kính chào quý vị. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin Kinh tế và Tài chính hôm nay. Sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo vắn tắt về quá trình phát triển 20 năm của thị trường chứng khoán và khẳng định thị trường chứng khoán đang ngày càng mở rộng quy mô để trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế bên cạnh hệ thống ngân hàng. Cụ thể, theo đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sau 20 năm phát triển ổn định, bền vững và chuyên nghiệp, đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ. Số lượng công ty niêm yết đăng ký giao dịch trên hai sở giao dịch chứng khoán là 1.647 công ty, với giá trị niêm yết đăng ký giao dịch là hơn 1,4 triệu tỷ đồng. Nhờ vào sự phát triển của thị trường chứng khoán, các công ty niêm yết đã có điều kiện để phát hành tăng vốn, huy động được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, các dòng vốn trung và dài hạn để phục vụ mục tiêu phát triển của mình. Trong bối cảnh nguồn vốn ngân hàng ngày càng bị siết chặt, dòng vốn trên thị trường chứng khoán sẽ ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng là kênh huy động trung dài hạn của nền kinh tế. Trong thời gian tới, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục phát triển về chất, thu hút thêm các nhà đầu tư có chất lượng và các doanh nghiệp niêm yết mới, tạo ra các hàng hóa chất lượng cao cho nhà đầu tư. Theo quyết định phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, thành phố sẽ phân bổ 500 tỷ đồng cho chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho các quận huyện bằng nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cấp với số tiền là 500 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố chịu trách nhiệm triển khai phân bổ và cân đối vốn, thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, quận huyện trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo việc sử dụng vốn trên địa bàn đạt hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ vật liệu mới, phát triển nuôi trồng hải sản trên biển giai đoạn 2020-2025 là một trong những định hướng trọng tâm được tỉnh Khánh Hòa chia sẻ tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá Khánh Hòa có thế mạnh về khai thác hải sản, tuy nhiên tổng thể phát triển hiện đang thấp hơn so với tiềm năng, đặc biệt công nghệ nuôi truyền thống còn nhiều rủi ro về môi trường, an toàn cho người lao động. Do đó, định hướng phát triển nền nông nghiệp thông minh đặc hữu là giải pháp phù hợp cho địa phương trong tương lai. Toàn tỉnh hiện có trên 54.000 ô lồng nuôi tôm hùm, sản lượng hàng năm đạt hơn 1.300 tấn. Cùng đó, số lượng lồng nuôi cá biển truyền thống tại các vịnh đầm cũng đạt 10.000 lồng. Tuy nhiên, ngư dân nuôi biển hiện chủ yếu theo quy trình truyền thống, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, dễ gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai áp dụng ứng dụng hay còn gọi là app mua vé tàu và thanh toán trực tuyến trên điện thoại smartphone. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ứng dụng hỗ trợ khách hàng mua vé tàu trên các thiết bị mobile, iPad, tablet với giao diện thân thiện hơn. Các bước thao tác chọn tàu, chọn vé, chọn phương thức thanh toán một cách dễ dàng, nhanh chóng. Ứng dụng này cũng giúp khách hàng tra cứu được lịch sử giao dịch, vé đã thanh toán, chưa thanh toán. Khi đi tàu, khách hàng chỉ cần xuất trình màn hình giấy điện tử cho nhân viên soát vé cùng giấy tờ nhân thân. Khách hàng có thể tra tìm ứng dụng vé tàu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên CH Play của Google hoặc Apple Store của Apple với logo ứng dụng vé tàu. Từ khóa tìm kiếm vé tàu đường sắt DSVN. Với 100% thành viên tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1 tháng 8 tới đây. Trước đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 3.000 đồng một lít xuống còn 2.100 đồng một lít, tức là giảm 30% kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trở về 3.000 đồng một lít. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, trong tháng 6 năm 2020, số khách hàng được điều chỉnh hóa đơn do tất cả các nguyên nhân liên quan đến chỉ số công tơ gồm sai chỉ số định kỳ, sai chỉ số treo tháo, khách hàng báo số sai là hơn 6.271 khách hàng.
Cụ thể, số khách hàng trong tháng 6 được điều chỉnh hóa đơn do tất cả các nguyên nhân liên quan đến chỉ số công tơ, gồm sai chỉ số định kỳ, sai chỉ số treo tháo, khách hàng báo số sai. Trường hợp công tơ treo trong nhà và nhân viên điện lực không vào nhà đọc được chỉ số do khách hàng đi chắn, mà do khách hàng đọc cho nhân viên điện lực tạm ghi. Nhân viên nhập chỉ số sai của toàn EVN là 6.271 khách hàng trên tổng số 28,48 triệu khách hàng. Con số này chiếm tỷ lệ 0,022% tổng số khách hàng, trong đó có 1.249 hóa đơn truy thu thêm tiền điện của khách hàng do việc sai gây giảm cho khách hàng và 675 khách hàng hoàn trả lại tiền khách hàng do việc sai gây tăng cho khách hàng. Mới đây, đoàn công tác của Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam đã kiểm tra thực địa dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhân Châu do EU tài trợ bao gồm các hạng mục chính như xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22 kV xuyên biển với chiều dài hơn 10 km, xây các trạm biến áp và hệ thống trụ điện và đường dây 22 kV với tổng kinh phí hơn 351 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là cấp điện ổn định và liên tục từ lưới điện quốc gia cho hơn 550 hộ dân trên đảo. Chúng tôi đã hỗ trợ ngành năng lượng ở Việt Nam trong vòng 3 năm qua. Hợp tác giữa EU với Việt Nam trong lĩnh vực này rất tốt, đặc biệt là hợp tác với Bộ Công Thương và Nhân Châu là dự án cụ thể nằm trong chương trình hỗ trợ điện nông thôn. Đến nay, dự án đã hoàn thành xong phần dựng trụ điện, hạ tầng ở hai bờ để đấu nối cáp ngầm và lắp đặt các trạm biến áp. Dự kiến dự án sẽ được đóng điện lưới quốc gia vào đầu tháng 9 năm nay, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, hàng chục hộ dân ở các xã của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã kêu cứu đến các cơ quan chức năng về việc một doanh nghiệp thu mua nguyên liệu quế đang nợ các hộ dân hàng tỷ đồng, khiến hộ nông dân rơi vào cảnh bế tắc túng quẫn. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã phải vay mượn tiền để làm đại lý thu mua quế bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất xuất nhập khẩu Đạt Thành. Nhưng đến nay, số tiền doanh nghiệp này nợ gia đình chị đã lên tới 435 triệu đồng. Vợ chồng chị đã phải bán cả đồi quế non của mình, nhưng cũng chỉ trả được phần nào tiền mua quế của bà con. Bây giờ chỉ mong chính quyền vào cuộc, hợp tác với chúng tôi để cứu người dân chúng tôi thoát khỏi những cái cảnh nợ nần như thế này, để chúng tôi lần sau không va vấp vào như thế này nữa, cho công ty nợ nhiều quá. Gần 10 năm làm nghề thu mua cành lá quế của các hộ dân rồi gom bán cho các đơn vị sản xuất tinh dầu quế. Anh Phạm Văn Nam ở thôn Đông Cuông chưa bao giờ rơi vào tình cảnh bế tắc như hiện nay. Khoản nợ hơn 630 triệu đồng từ năm 2018 đến nay, công ty Đạt Thành không chịu trả, khiến anh sống dở chết dở 2 năm nay. Từ năm 2018 đến 2020 này thì nhà máy không thanh toán và trả tiền cho em. Vâng, vì em cũng đi mua ở dân hàng hóa thì cũng nhiều ấy. Em làm nhiều, bây giờ nợ cũng nhiều. Giờ đòi nhà máy mãi, nhà máy nó không giả và không thanh toán đầy đủ cho em. Chị Hà và anh Nam chỉ là hai trong số hơn 40 hộ dân trên địa bàn huyện Văn Yên đang điêu đứng vì bị công ty Đạt Thành nợ tiền. Hộ ít thì vài trăm triệu, hộ nhiều lên tới gần tỷ đồng. Cực chẳng đã, họ phải làm đơn kiện gửi Tòa án Nhân dân huyện Văn Yên. Phóng viên tới trụ sở của công ty Đạt Thành để liên hệ làm việc nhưng đã bị nhiều đối tượng lớn tiếng đe dọa, ngăn cản tác nghiệp. Cái trách nhiệm của huyện thì huyện hiện nay chúng tôi luôn là đồng hành cùng với lại người dân và cũng có cả doanh nghiệp để mà vừa theo dõi cũng như là đôn đốc cái doanh nghiệp mà thực hiện đúng cái cam kết để mà sớm chi trả cho cái người dân. Đặc nhất là trong cái tình hình hiện nay là đang cái khó khăn sau cái dịch Covid. Theo các hộ dân bị nợ tiền thì giám đốc công ty Đạt Thành chẳng hứa trả tiền nhưng bao giờ trả thì không nói. Tuy nhiên, các hộ dân cũng cho biết thêm, công ty này hiện vẫn hoạt động bình thường, vẫn trả tiền cho các xe chở hàng vào bán, nhưng tiền nợ của các hộ thu mua thì vẫn không chịu trả. Các cơ quan chức năng huyện Văn Yên cần vào cuộc làm rõ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Thưa quý vị, các bang của Australia đã thắt chặt các hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn một đợt bùng phát dịch COVID-19 mới, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên cả nước đã lên tới hơn 10.000 ca. Quyết định được đưa ra sau khi số ca mắc bệnh mới tại bang Victoria, điểm nóng dịch COVID-19 của Australia, tăng cao, mặc dù chính quyền bang này đã áp đặt trở lại biện pháp phong tỏa đối với gần 5 triệu người dân ở thành phố Melbourne,
tổng số ca mắc bệnh ở bang Victoria đã tăng lên gần 2.000 người sau khi có thêm 270 trường hợp mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc ở Australia lên hơn 10.000 người. Australia đã tránh được nguy cơ số ca mắc và tử vong cao do COVID-19 như nhiều quốc gia khác nhờ các biện pháp nhanh chóng và nghiêm ngặt. Tuy nhiên, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng tại bang Victoria và New South Wales đã khiến nhiều bang khác quan ngại. Bang New South Wales mới đây thông báo, các quán rượu sẽ được đón khách không quá 300 người nhằm đối phó với một ổ dịch mới được phát hiện tại khách sạn Crossgrass ở vùng Casula, tây nam thành phố Sydney. Tại Nga, một văn phòng thuộc cơ quan nhà nước ở thành phố Perm, cách thủ đô Moscow khoảng hơn 1.000 km, đã đưa vào sử dụng robot có thiết kế giống như một nữ thư ký để phục vụ người dân. Robot có kích thước như người thật với mái tóc dài màu vàng, đôi mắt nâu và mặc đồng phục áo sơ mi trắng, gilet nâu. Nhìn từ xa, trông nó không khác gì một nhân viên bình thường. Robot có thể đảm nhiệm xác thực việc một cá nhân có tiền án hoặc từng sử dụng ma túy hay không. Đây là những yêu cầu xác nhận được bắt buộc tại Nga để hoàn thiện một số thủ tục pháp lý. Tất nhiên rõ ràng, đây là một robot. Tuy nhiên, về khía cạnh dịch vụ thì nó rất tiện lợi và có tác dụng không khác nhiều so với con người. Đáng chú ý, robot còn có thể thể hiện tới 600 biểu cảm trên gương mặt, giúp robot gần giống với con người hơn. Robot thư ký còn có thể đặt các câu hỏi cho người dân và trả lời khi được yêu cầu. Robot này cũng được kết nối với máy scan và máy in để chuẩn bị giấy tờ cần thiết. Các chuyên gia cho rằng, việc sử dụng robot sẽ giúp giảm bớt tình trạng hối lộ và tham nhũng tại các cơ quan công quyền. Công viên giải trí Disneyland ở Hồng Kông, Trung Quốc sẽ tạm thời đóng cửa, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, trong bối cảnh các trường hợp nhiễm COVID-19 đang gia tăng tại khu vực này. Chính quyền Hồng Kông đang thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh lo ngại làn sóng COVID-19 thứ 3 đang gia tăng. Chính quyền đặc khu sẽ giới hạn các cuộc tụ họp từ 4 người thay vì 50 người như quy định cũ. Các cơ sở bao gồm phòng tập thể dục, khu vui chơi cũng phải đóng cửa trong một tuần. Trên thực tế, tôi không quá thất vọng về việc đóng cửa. Tôi thực sự mong rằng dịch bệnh có thể được ngăn chặn nhanh nhất có thể. Vì vậy, các biện pháp mà chính quyền thực hiện lúc này tôi cho rằng là phù hợp. Càng kiểm soát sự lây lan của virus nhanh thì chúng ta càng sớm có một môi trường sống an toàn. Tuy nhiên, các khách sạn Hồng Kông Disneyland Resort vẫn mở cửa với các dịch vụ nhưng hạn chế. Hồng Kông đã ghi nhận 52 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày 13 tháng 7 giờ địa phương, trong đó có 41 trường hợp lây truyền trong cộng đồng. Từ cuối tháng 1 đến nay, Hồng Kông đã báo cáo có 1.522 trường hợp nhiễm bệnh và 8 trường hợp tử vong. Vừa rồi là bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.